Dạo này chả có ai chết, địa ngục của ta ế ẩm quá. Hy vọng đốt vía xong sẽ giải được xui. Ồ, đã có linh hồn tới, có việc làm rồi. Mời Quý Vong ngồi ạ. Quý Vong hẹo lâu chưa ạ? Đường xá xa xôi, Quý Vong đi lại có mệt không ạ? Hôm qua tôi sang nhà bác hàng xóm chơi, thấy con chó cũng nhỏ thôi, tầm 50 cân. Tôi hỏi là nó có cắn không, thì bác bảo yên tâm, nó không cắn đâu. Nên tôi cũng yên tâm lấy của bác một chiếc điện thoại. Và thế là giờ tôi ở đây. Sau khi xem hết sơ yếu lý lịch khi còn sống của chị thì bên em xin phép được đưa ra những dịch vụ như sau ạ. Chị sẽ được đưa xuống tầng 18 địa ngục. Kỹ thuật viên bên em sẽ massage body cho chị bằng 69 cái roi. Sau đó sẽ được chuyển qua luồng điện 220V trong vòng 2 giờ. Sau khi xong thì bên em sẽ cho chị tráng miệng bằng 1 lít nước ép ớt. Và cuối cùng chị sẽ được dẫn đến cửa đầu thai. Ta đi đây. Ta chả có gì ngoài con chó này làm quà. Quý Vong đi thông thả. Chúc Quý Vong lên đường bình an. Nhớ để lại feedback cho tôi nhé.